ẩm sập tại châu Á. Nhiều người dùng Facebook và Instagram nói không thể truy cập được dịch vụ trước 10 giờ sáng ngày mùng 4 tháng 8 theo giờ bờ đông nước Mỹ. Hiện tượng trên xảy ra tại một số nơi trên thế giới. Người dùng phàn nàn không thể đăng nhập, tải ảnh và cập nhật trạng thái trên mạng xã hội. Theo Dow Detector, sự cố có vẻ chỉ xảy ra tại Mỹ, châu Âu, Nam Mỹ và châu Á. Facebook hiện chưa có bình luận về sự cố này. Hồi tháng 3, các dịch vụ của Facebook cũng bị sập khắp nơi trên thế giới. Tiếp sau đó là hai lần khác vào tháng 4 và tháng 7, chưa có báo cáo nào đề cập tới nguyên nhân các sự cố này.